Tụi bay đừng có đợi đến dịp lễ, dịp Tết rồi tụi bay mới tặng quà. Cứ lâu lâu mỗi tháng mày tặng cho nó một món quà đi. Tại vì khi hồi đó mày quen nhau á, là mỗi lần mày gặp là mày tặng quà, mà gặp đó là mày tặng quà, bởi vậy nó gặp mày là nó thổi, nó gặp mày là nó thổi. Bây giờ đợi đến lễ đến Tết nó mới thổi. Cái cặp vợ chồng nào mà cưới nhau lâu quá rồi mà không còn lãng mạn nữa thì ông chồng hãy cứ ra ngoài mua một món quà nào sáng sáng tươi tươi á, tặng cho bà vợ một cái coi. Thì vợ anh sẽ biến thành một cô gái 16 tuổi mỉm cười suốt ngày. Còn nếu ông chồng nào một ngày đẹp trời mua đồ về tặng vợ mình mà vợ mình không có phản ứng là biết con chim đã khô queo rút hết nước rồi. Cái này gọi là khô mãn tính hết thuốc chữa. Làm cách nào cũng không được, đợi thằng khác nó vô nó đào giếng thì mới có nước thôi. Bởi vì một món quà nho nhỏ không những là làm cho vợ mình vui mà còn là một cách để thử coi tình yêu của mình có còn tha nhớt đổ xăng khởi động máy được không. Nếu chúng ta muốn có một tình yêu vững bền, không những tặng quà mà cứ mỗi tuần dắt đi ăn chỗ khác nhau ngon hay dở không thành vấn đề. Để chi? Để bà chụp hình bỏ Facebook chứ là con mẹ gì đâu mà. Đúng vậy, vì cảm giác yêu của người đàn ông là làm sao mà cho người yêu mình lo lắng cho mình. Còn cảm giác yêu của người đàn bà làm sao mà cho mấy con ghẻ khác trên Facebook thấy là nó được cưng đến cỡ nào. Bởi vì con ghẻ nào mà sống ảo trên Facebook mà là bạn của ghẻ tao đó, thì tao sẽ chọt cho hai con đĩ đó unfriend Facebook luôn. Cái chuyện mà chọt bể xuồng hai con ghẻ thích sống ảo trên Facebook rất là dễ. Tại vì con gái không thích đứa nào mà chơi trên cơ nữa. Đàn ông thì khác. Khi mà bạn mình mà vừa có tiền mà vừa có ghẻ đẹp thì mình rất là vui. Ê, ê bữa nào mà dắt ghẻ mà cho coi với. Còn đàn bà nào mà thấy con nhỏ bạn mình mà có thằng nào đẹp trai nhà giàu cua đó, trời ơi, tôi nghe nói thằng đó bài bướm lắm đó, mày nên cẩn thận. Má, ganh tị thấy rõ luôn. Còn một cái câu khác nữa là tao là bạn mày á, tao mới nói thôi đó. Cái thằng nó đĩa tao hoài à.